Như sư nói đó, niệm là sự ghi nhớ, chánh niệm, niệm sa tí, sa tí là sự ghi nhớ, chánh là samma, chánh có nghĩa là sự đúng đắn. Thế nào là sự ghi nhớ đúng đắn? Nếu như mà nói chánh niệm mà theo bát chánh đạo, nói chánh niệm theo bát chánh đạo thì đó là sự thiết lập niệm trên bốn nơi, đó là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Đó là sự chánh niệm trong bát chánh đạo. Còn khi mà nói về cái sự chánh niệm một cách đơn thuần thì nó bao gồm luôn cả hai đối tượng là thiền chỉ và thiền quán. Thế nào là một người có niệm? Người có niệm là khi vị ấy đang có sự niệm hơi thở vào, hơi thở ra, khi ấy là một người có niệm. Một người đang tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Thí, tùy niệm Giới, tùy niệm Thiên, tùy niệm Chết, tùy niệm Niết Bàn, là khi ấy vị đó đang có niệm. Một người đang tùy niệm, đang niệm đề mục màu trắng, màu xanh, màu đỏ, đề mục đất, nước, lửa, gió, thì khi ấy là một người đang có niệm. Một vị đang quan sát 32 thể trược, 10 đề mục tử thi, khi đó là một vị đang có niệm. Một vị đang tu tập từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng, là một người đang có niệm. Đấy. Một người đang suy tưởng về khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, là một người đang có niệm. Sư đang dẫn kinh, sư đang trích dẫn kinh. Đấy. Thì đó được gọi là một người có niệm. Ha. Thành ra đó, một người mà gọi là có một đời sống chánh niệm, đó là khi họ luôn luôn tu tập, luôn luôn ghi nhớ lấy cái đề mục tu tập của mình, luôn luôn tu tập, thì khi đó được gọi là một người có đời sống chánh niệm. Ví dụ như vị ấy dù cho đi đứng nằm ngồi, ăn uống nhai nếm, tiêu tiểu ngủ nghỉ, vì ấy đều quán sống, quán thân trên thân, sống quán thọ trên thọ, sống quán tâm trên tâm, sống quán pháp trên pháp, thì khi ấy vì ấy là một người đang sống chánh niệm.